Ngày 28 tháng 5 năm 2019, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đưa Quách Cẩm Tú 31 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đi xác minh và thực nghiệm hiện trường các vụ lừa đảo do Tú gây ra trên địa bàn thành phố Đà Lạt để củng cố hồ sơ xử lý. Theo kết quả điều tra của công an thành phố Đà Lạt, Tú đã học đại học ra trường và cũng từng công tác trong một cơ quan quản lý thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã nghỉ. Đến năm 2017, Tú lên thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng làm một số việc khác nhau để sinh sống. Được khoảng một năm sau thì Tú rơi vào tình trạng không có nghề nghiệp ổn định. Sau đó Tú sử dụng chứng minh nhân dân giả cùng bằng lái xe mô tô giả đến các tiệm điện thoại mua điện thoại di động theo hình thức trả góp. Tú cũng sử dụng các loại giấy tờ giả này để đi thuê xe máy rồi chiếm đoạt đưa về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Bằng việc sử dụng giấy tờ giả này, Tú đã chiếm đoạt 2 điện thoại di động và 2 xe gắn máy của 4 nạn nhân ở thành phố Đà Lạt với tổng trị giá hơn 50,6 triệu đồng. Ngoài ra, Tú còn khai nhận trước đây đã chiếm đoạt 150 triệu đồng của một công ty nông sản ở huyện Lạc Dương và 49 triệu đồng của một công ty khác ở thành phố Đà Lạt khi Tú còn làm việc trong 2 công ty này. Cùng ngày, cơ quan công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Quách Cẩm Tú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thông báo nếu ai là nạn nhân của Tú thì liên hệ đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt để được xử lý.